Xin chào các anh chị, chào mừng các bạn đến với bản tin đào tạo online Balance được phát triển bởi phần mềm AI. Balance chúng tôi cung cấp free cho doanh nghiệp hệ thống phần mềm đào tạo online theo đặc thù của doanh nghiệp, qua phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa về hệ thống đào tạo online các doanh nghiệp. Chúng ta có về điểm mạnh với yếu tố nội bộ này. Những điểm mạnh về đào tạo của doanh nghiệp như ưu điểm về tính ham học hỏi của chuyên gia và giảng viên, tư duy tích cực, sáng tạo và doanh nghiệp có ngân sách đào tạo ít. Về điểm yếu, với yếu tố nội bộ này, doanh nghiệp đang thiếu chuyên gia đào tạo bài bản, quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo còn hạn chế, quan điểm cho rằng đào tạo là tốn chi phí, không cần thiết, nhân viên không tích cực trong học tập. Về cơ hội, với yếu tố bên ngoài này, hệ thống đào tạo online của Balance đang hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều khóa đào tạo thiết kế theo dạng online. Hiện tại nhân viên đều có smartphone nên thuận lợi trong việc học tập online này. Về đe dọa, với yếu tố bên ngoài này, nội dung đào tạo giảng viên thuê ngoài còn nhiều hạn chế, doanh nghiệp khác có khả năng thu hút nhân sự sau đào tạo của doanh nghiệp mình. Hiện tại Balance đang free, hệ thống đào tạo online theo đặc thù của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ có tên miền riêng của mình và đặc biệt là logo, màu sắc theo nhận diện thương hiệu riêng của doanh nghiệp. Mọi thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại 0912 420 006.